Thank you.
mẹ dở dặm quá. Đi đi chợ đi con này. Chị ơi. Con xuống đây. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em về đây con bảo này, mày ngồi xuống đây con bảo này. À, con này bây giờ con lại chuẩn bị đi làm rồi, thì mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Với lại con bảo này, bây giờ mẹ đuổi hai mẹ con, vợ của con ra đi ở rồi, chỗ khác rồi, thì mẹ đừng đi nhiều nữa nhé. Ta biết rồi. Mẹ đừng đi nhiều nữa nhé. Ta biết rồi. Mày cứ đi tìm tiền để con yên tâm đi đi làm để kiếm tiền. Mày cứ đi tìm không người đi làm cứ suốt ngày nghỉ ở nhà, mẹ lại đi quấy vợ con, con không yên tâm ra. Mày cứ đi kiếm tiền đi, yên tâm đi kiếm tiền thì tao biết rồi. Đấy nhé, con đi đây. Mày vào đây anh bảo. Anh chuẩn bị đi đâu ấy? Anh chuẩn bị đi làm rồi. Sao anh đi sớm thế? Anh chuẩn bị đi làm rồi, đến giờ phải đi làm rồi. Chuẩn bị đi làm rồi. Con ở nhà với mẹ ngoan nhé. Không được khóc nha. Không được hư. Vô bố bế một tí. Xuống à. Nóng không? Ngoan thế. Chuẩn bị đi làm ấy nhá. Bố con ở nhà với mẹ ngoan nhé. Bố đi làm nhé. Bố chuẩn bị đi làm à? Vâng, bố chuẩn bị đi làm. Mà anh bảo này, anh chuẩn bị đi làm rồi đấy. Đã đến giờ đi làm rồi. Em với con ở nhà nhé. Nãy anh cũng bảo bà rồi, không cho bà ra đây quấy nữa rồi. Anh đi làm kiếm tiền nhé. Không đi mai họ lại đuổi việc đấy, đến giờ phải đi rồi. Hai mẹ con ở nhà nhé. Mẹ nhà nhé. Thôi anh không đi nữa, anh ở với mẹ con em nhé. Anh phải đi đấy, này không đi là họ ấy đấy, không đi là họ đuổi việc đấy, lại mất công việc đấy. Cố gắng đi thời gian nữa. Mẹ em không muốn anh đi. Anh được nghỉ mấy ngày thôi, cố gắng. Công ty nó có cho nghỉ mấy ngày thôi. Con về bố bế nào, bố yêu nào, bố yêu trong bố đi làm nào. Sợ anh đi xuống. Bố yêu nhé. Anh đi làm nhé, hai mẹ con ở nhà nhé. Bố đi giữ gìn sức khỏe nhé. Chào nhé. Bye. Bye, bố đi đây. Bye. Ở nhà ngoan với mẹ nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ôm mẹ cái, ôm mẹ cái, ôm mẹ cái này. Đồng.